Có hai tấm thôi. Ngang nhiêu dài nhiêu? Trời ơi, tôi nhà hai tấm là thấy cao rồi đó. Ngang nhiêu dài nhiêu? Theo giấy tờ thì là khoảng 6 x 6. Trời ơi, ngon rồi. Bà xui thấy ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon. Sau cả như tỷ MC là được rồi. Dạ. Hơn. Bởi nó ngon hơn tôi luôn đó. MC cửa gì? Vậy sao? Vậy sao? Vậy cửa MC gì? Cửa nẻo nhiều, gì đây? Nhiều cửa, MC nhiều cửa ừ, hơn. Đó, dễ thương đó. Mời bạn nữ. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Triệu Quỳnh Như, em sinh năm 1995. Quê quán em ở Gò Công, hiện tại em đang làm ngân hàng ạ. Làm ngân hàng ở đâu Như? Em làm ở Tiền Giang luôn ạ. Tiền Giang, Gò Công luôn ha. Dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và cùng toàn thể mọi người. Em tên là anh Thao, hiện nay là 31 tuổi, kinh doanh online về mảng thú cưng. Bán gì? Dạ, bán phụ kiện quần áo của thú cưng. À, quần áo của thú hả? Dạ. Nghề này đang hot lắm hả nha. Dạ. Rồi, nhà gái cho chúng tôi biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Khuyết điểm của em là em hay quên với lại hay ngủ. Hay ngủ? Dạ. Đã quên rồi còn ngủ nữa. Ừ, là ngủ quên luôn á. Ngày nào cũng vậy luôn á hả? Dạ, thì bữa hay quên, bữa hay ngủ vậy đó anh. Trời ơi, vậy dạ. Mà ăn gì nữa trời. Đi làm là hay trễ lắm đúng không? Dạ không, đi làm không có trễ chị. Có kỹ nghĩa là em làm về mệt là em ngủ liền luôn. À. Em ngủ xong rồi em mới dậy em ăn. Dạ. Tức là ngủ cái là bất tỉnh nhân sự luôn. Dạ đúng rồi chị. Bữa nào mà người ta mượn tiền, lấy tiền thì cái ngân hàng mà quên là mệt lắm á nha. Dạ, chuyện đó không có đâu anh Quyền Linh đi. Dạ, làm việc thì đâu vô đó hả? Có gì về nhà là em đó. Ngủ thôi. Dạ. Hay. Bên đây sao, có ngủ quên gì không? Dạ không anh. Thì em cũng tỉnh nhiều hơn bạn ngủ. Tỉnh hơn hả? Dạ. Em làm cái ngày này lâu chưa? Dạ thì trước em có học bên Đại học Nguyễn Tất Thành, tốt nghiệp tài chính ngân hàng rồi cũng làm bên ngân hàng. Nhưng mà rồi cái duyên mình nó không có hợp với ngành đó. Đang học ngân hàng, làm tài chính ngân hàng rồi tự nhiên quay về bán đồ cho chó là sao? Dạ. Thì cũng một phần là mình cũng thích động vật. À, thích động vật mới quay về đúng không? Dạ. Vậy em không thích ngân hàng? Dạ. Thì cũng có thích một phần cho nên mình mới đi theo tài chính ngân hàng. Người ta buôn bán cái này người ta giàu lắm đó. Đã rồi. Gọi là thú cưng là giàu lắm đó. Mà kêu bán được cho chó nha. Chó đi tốn tiền hơn chích người nữa ông ơi. Rồi mua quần áo cho chó, mua dây xích cho chó, mua bông tai cho chó, mua bao tai, rồi mua mắt kiến cho chó, mua nón, mua bông tùm lum cho chó hết trơn rồi đúng không? Dạ. Hiện tại em cũng có cái nghiệp của mẹ, bán tiệm mắt kính. Mắt kính của người á. Mắt kính của người á. Mẹ tính của người. Tôi giật mình, tôi tưởng bán mắt kính cho chó luôn chứ. Phụ kiện cho chó, dạ. Bán mắt kính cho người, dạ. Phải ghi vậy nha, dạ. Chứ để ta tưởng đâu tôi vô tôi mua mắt kính người đeo cho chó, mắt kính chó đeo, dạ. Cho người là mệt lắm ha, dạ. Coi chừng nhầm ha. Mà hai cửa hàng kế bên không? À, cái đó là nghề của mẹ, nghề mắt kiến là của mẹ, là đang dưới quê. Còn dưới Bình Thuận. Quê Bình Thuận, dạ. Tức là mẹ đang mắt kiến, bán mắt kiến ở dưới, dạ. Trời, bán mắt kính cũng giàu lắm đó con. Mắt kính vừa ngon, hơi ngon á. Nói chung hai cái nghề là khá luôn á. Nghề ngân hàng bên kia là cứ vô gửi thôi. Bán nhiều nộp ngân hàng hết nhiêu đúng không? Bán nhiều nước chảy về đây hết. Bây giờ mình sống ở đâu nè em trai? Dạ hiện tại em đang ở bên quận Phú Nhuận. Phú Nhuận ở nhà ai? Đó là nhà của hồi trước thì ba mẹ mua cho anh chị em ở. À. Xong rồi sau khi kinh doanh thú cưng á. À. Thì cũng để dành được vốn rồi. Rồi mình kêu mấy anh chị em ủy quyền lại rồi. Ủy quyền lại rồi? Dạ. Ra tên em chưa? Dạ rồi. Trời ơi, nhà lành quá. Nhà cao không? Dạ, chào chị. Dạ, chào em. Dạ, thì cái nhà đó cũng vừa thôi, có phòng ngủ rồi. Mấy tấm? Có hai tấm thôi. Ngang nhiêu dài nhiêu? Trời ơi, tôi nhà hai tấm là thấy cao rồi đó. Ngang nhiêu dài nhiêu? Theo giấy tờ thì là khoảng 6 x 6. Trời ơi, ngon rồi.
Bà xui thấy ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon. Thì khỏi hỏi gì cho tôi thấy có nhà được rồi đó, hai tấm được rồi. Không, tôi vẫn phải hỏi chứ. Làm gì làm chứ cũng phải hỏi cho nó đàng hoàng tử tế. Thấy khỏe đó là cha tôi chuẩn bị sẵn. Đúng rồi, về tương lai, về kinh tế là. Vậy là chỉ có gọi là ở trong cái nhà hai tấm thì lo cho chó mèo này kia thôi. Kiếm thêm mà đắp vô thêm thôi. Đúng rồi. Không có gì hết. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì thời sinh viên thì em có một mối tình. Mấy năm thôi. Có mỗi thôi hả? Dạ. Tới giờ. Còn mấy năm gần đây thì cũng không sâu đậm lắm. Dạ. Cũng không sâu đậm lắm vậy thôi. Thôi khỏi đi. Tới đó thôi. Vậy được rồi. Cái gì quá khứ hãy để cho nó ngủ yên. Nói chung bán đồ cho chó mấy cô mà đại gia hay ẵm con chó vô. Ồ, cưng lắm. Gắn bông hoa rồi quần áo rồi vô. Nhiều khi có gắn... nằm để ý khách hàng chưa? Thì cái bạn sinh viên đó là cũng nuôi chó đó. Mình nói chung cũng ấy thôi. À là mấy cái mối tình đó là cũng thông qua chó đó. Là cũng thông qua chó đó. Mấy mối tình mà nó thông qua chó. Nhưng mà thấy coi bộ là cũng không hợp mạng đó. Chắc không hợp mạng cho nên thôi. Dạ. Để tôi qua tôi có nhà gái còn sao. Có con chó nào không chứ? Thấy tôi dính tới chó nó cũng không hay lắm. Gái xinh đẹp nha. Dạ. Bây giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình mà cũng lâu rồi anh Bình Linh. Một năm mà quen nhau một năm. Bao lâu rồi chưa có mối tình nào? 4 năm rồi. 4 năm rồi ha. Giờ thấy anh bán chó bên được không? Bán phụ kiện cho chó là được không? Nghe thì em thấy cũng được anh. Dễ thương có duyên lắm á. Dạ. Bây giờ nếu lấy chồng về thành phố sống được không? Dạ được anh. Bây giờ mình muốn người chồng lý tưởng với tiêu chí thế nào, mình có thể thông báo coi giống bên kia không? Dạ em tiêu chuẩn em là thích người không hút thuốc nè. Đừng có gia trưởng. Rồi. Với lại không có không gia trưởng, không hút thuốc, biết kính trên nhường dưới. Dạ có nhiêu đó là đủ. Có hút thuốc không? Dạ không chị. Em thì được cái không rượu bia cờ bạc thuốc lá. Dạ. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì em cũng không có. Chắc thấy nó không có nổi đâu, này hiền lắm. Dạ em không thích hút thuốc anh. Không hút thuốc ha? Dạ. Ở đây là không hút thuốc bia gì hết trơn. Dạ. Bây giờ mình muốn có bạn gái như thế nào, nói cho chị Lan nghe coi. Dạ thì bạn gái thì nếu được thì có đạo Thiên Chúa thì cái đó cũng một cái duyên thôi, còn không có thì cũng được. Em có đạo hả? Dạ em đạo Thiên Chúa. Tiền Giang chắc không có rồi. Rồi, không có không sao, dạ, không có cũng không sao thì quan trọng bạn đó có sau này thì hướng theo được hay không được thôi. Cái đó chuyện bây giờ cũng thoáng rồi ha, hướng dạ. Theo được hướng không hướng thì đạo ai nó giữ ha. Dạ đúng rồi. Đó rồi gì nữa thì có ngoại hình khỏe mạnh tốt khỏe trời khỏe re mình kia khỏe lắm. Dạ. Rồi gì nữa thì có cao hay thấp? Cao cỡ chị MC là được rồi, chị MC là được rồi. Yeah. Hơn bà nó ngon hơn tôi luôn đó. MC cửa gì vậy? Vậy sao vậy? Vậy sao vậy? Cửa MC vậy nhiều, cửa nẻo nhiều, gì đây nhiều cửa MC nhiều cửa hơn đó, dễ thương đó. Trời gì đó, em có điều gì không thích ở phụ nữ không? Rồi hỏi cao cỡ nào cao đó. Dân Tiền Giang tôi xinh đẹp không ông ơi? Em thì có một cái khuyết điểm là có Facebook hay Zalo á. Nhưng mà người con gái đó mà không tương tác ấy là em cũng ít khi nói chuyện được nữa. Tại 2 đến 3 ngày là em hết chuyện để em nói. Có nghĩa là mình hỏi cái gì đó hoặc là bạn đó có cái chuyện gì đó bạn hỏi ngược lại mình. Ba bận quá sao đâu có tương tác được đâu. Em rất dễ, cái đó mấy ngày cũng được. Nhưng mà ý là phải tương tác đúng không? Phải nói qua nói lại á, giống như chứ đừng để mình nhắn tin một hồi mình im lặng. Thì... tức là anh là thấy đọc mà không trả lời đúng không? Dạ. Cái này hoặc là em không đọc luôn á. Em ý kiến cái là ví dụ như anh nhắn tin em trong giờ em làm là em không có thời gian để em trả lời lại. Đúng rồi. Dạ. À, không, cái đó không sao em. Có nghĩa là đừng để qua 2-3 ngày. Thì có nghĩa là anh không thấy có một cái câu trả lời hay là... Đúng rồi, yêu nhau mà làm sao để 2-3 ngày. Nhưng mà ở bên đây người ta có cái yếu điểm, tức là người ta đọc người ta quên trả lời. Chiêu đó. Cái thứ đúng hai rồi, là ta hay quên. Ta đọc xong ta ngủ, ta quên trả lời luôn. Người ta hay quên đó, đi làm về ta mệt ta ngủ luôn. Ừ, ta có hai cái đặc điểm đó mà. Thì em cũng hy vọng là có thời gian để mình gặp mặt nhiều hơn. Ừ, vậy đó, thì đó, vậy đi, đó. Vậy đi. Dạ. Dễ chịu. Vậy dễ chịu. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Bây giờ mình đi ra nè em gái. Dạ em đi với anh chị hai, với lại bạn thân, với lại cháu của em. Thôi đi cả nhà luôn nha ha. Chào anh chị hai, chào cháu, chào bạn thân luôn.
Dạ chào cả nhà. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và mọi người trong trường quay. Là với em trai đây, cảm nhận thì thấy em trai này thì hiền. Còn phần em gái em thì anh cho mong có cơ hội bấm nút để tìm hiểu nhau. Còn em chọn ai thì anh em mình là với gia đình là theo em hết. Cưng em gái lắm, tại ba anh em trai có đứa em gái Út mà. À, cưng lắm hả? Cưng. Nói dành về câu đi. Thì hiện tại thì em cũng làm việc ở Sài Gòn. Bạn nữ thì nếu có dịp thì xin phép anh với gia đình cho em tiếp xúc gặp gỡ với bạn nữ nhiều hơn. Hẹn về Tiền Giang nhậu. Em không có rượu bia nhiều. Thì bữa nào nếu mà anh em mình xuống Tiền Giang, anh dẫn em đi chơi hay là thăm miền Tây. Em vẫn chưa đi miền Tây nhiều. Ok, ví dụ có là anh em của anh với ông già cũng không nhậu luôn. Vậy được cũng ok đó. Anh em trai với ông già cũng không nhậu. Anh thì ở nhà Sài Gòn này cũng ít có về quê, đám tiệc cũng về quê. Dạ. Còn em Út thì ở cha mẹ đi làm vậy thôi, còn anh em cũng ở riêng hết à. Hỏi anh cũng nuôi chó. tặng mấy bộ đồ. Anh có ở nhà có ai thích chó thú cưng không anh? Con gái Út thích chó lắm. Dạ. Mà không có thời gian để chăm sóc, không có nuôi. Bữa nào em tặng cho con hay là em với bạn gái đó sẽ cùng chăm sóc với con chó. Ok dạ. Em. Nói rồi, hai cái cuộc tình trước dính với con chó nó không có hên. Rồi bây giờ còn hứa hẹn nuôi chó chi vậy trời. Rồi. Đi với ai cưng? Dạ em đi với anh rể với mẹ. À có mẹ đây nữa hả? Dạ chào gia đình. Từ Bình Thuận vô luôn hả bác? Sống ở Bình Thuận nhưng mà gốc thì Tiền Giang. Ngày trước ở Mỹ Tho. Ủa vậy đó hả? Trời ơi. Rồi gặp quá. Gặp cháu đây thì cũng là cái duyên. Thì thấy cũng dễ thương lắm, rất là thích. Con trai tôi thì trước là nó đi chọn nghề ngân hàng, tôi thì làm ngành y, cũng đã nghỉ hưu thì mới muốn cho nó tiếp là quản lại cái công việc của mình. Cũng cho nó học văn bằng 2 về y, chuyên khoa mắt rồi. Cháu nó còn trẻ, có nhà thành phố thì nó cũng thuận lợi cho cái công việc làm ăn của cháu. Thì ban đầu mình cũng phản đối, cháu mèo lúng túng quá. Thì sau này mình vào thì mình thấy nó làm cũng được, nó cũng năng động. Thì thôi mình cũng chấp nhận. Nhưng mà giờ á, thí dụ nó muốn lấy vợ liền, cô đồng ý không? Đồng ý chứ, cháu là sinh năm 91. Là tuổi mùi là đã 31 tuổi rồi. Gặp cháu gái đây thì cũng quá là xinh đẹp, quý mến, cao ráo. Nó hợp với lại mẹ bên này. Cũng mong là các cháu cũng tạo cho nhau cái điều kiện quen biết, tìm hiểu. Rồi tiến được đến hôn nhân thì tốt, còn không được thì là bạn tốt của nhau thôi. Dạ. Thì cũng xin cảm ơn một lần nữa. Và chúc dạ. Hai cháu cũng được tốt đẹp. Dạ cảm ơn cô nha. Thôi mở rào thôi. Mở rào. Anh có chút quà anh tặng em. Dân Tiền Giang tụi ai cũng đẹp hơn ôi. Mình mở quà ra mình coi nhà trai tặng mình gì nè. Dạ. Cái đó là cái đèn trang trí đó em. Để em để trên bàn có gì em có thể nhớ đấy anh. Dạ rồi em cảm ơn anh ạ. Rồi bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi. Sau khi mở rào á thì em cảm nhìn anh cảm thấy thế nào? Dạ em cũng thích người tròn tròn giống như anh. Cũng là vui của em. Dạ. Cảm ơn em. Em có hay lên Sài Gòn chơi không? Dạ có, anh em cũng hay lên Sài Gòn. Anh cũng chưa đi về miền Tây nhiều. Nếu được thì bữa nào em dẫn anh đi Chợ Nổi hay là... Em có gần Chợ Nổi không? Dạ không, Chợ Nổi em cũng chưa đi nữa anh. Dạ nếu có dịp thì hai mình cùng đi. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn. Thôi Gò Công dẫn đi biển. Biển Gò Công... Sao ta? Dạ, biển Gò Công thì... cũng không được lung linh đẹp bằng biển Vũng Tàu với. Nhưng mà chụp hình chỉnh màu thì đẹp anh. Chỉnh màu thì đẹp anh. Biển Gò Công nghêu nhiều chứ tắm không đẹp. Dạ Công là nghêu. Gò Công là đi thăm mấy cái nhà cổ người ta quay phim đó. Là mấy cái chỗ đó đẹp lắm đó. Dạ. Hình như dưới đó cũng có khu du lịch đúng không em? Dạ cũng có vài cái mà anh, nhưng cũng ít khách du lịch lắm. Dạ. Rồi giờ hỏi nó tới chuyện hẹn hò sao? Hẹn Sài Gòn Gò Công mà tính đường đi làm sao chàng trai? Thường thì thứ bảy là em được nghỉ đúng không? Dạ cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật em nghỉ. Anh thì anh làm việc em là chủ cho nên anh có thể thời gian anh cũng khá rảnh. Dạ. Thì nếu được thì một tuần hoặc một tháng gì đó tùy vào công việc em sắp xếp anh có thể xuống vào thứ bảy chủ nhật để hy vọng gia đình bên em có thể đãi anh hoặc là dẫn anh đi chơi. Dạ. Em thấy
hình cũng được không? Dạ được anh. Nói thiệt anh cũng không biết, cũng hơi run. Đúng quá. Thấy bạn nữ đẹp quá anh Linh. Đẹp xong đẹp. Trời ơi. Tới công chuyện luôn rồi đó. Nãy tôi bước qua nó không khen tôi đẹp tiếng nào luôn á. Bây giờ đó. Tức. Bây giờ mình run quá, bây giờ mình hát bài nào đó, thấy không? Tôi đỡ run nè. Tới gần đó, tới gần đó. Nắm tay cho đỡ run coi. Anh xin phép em đứng lên. Dạ. Anh có thể tặng cho em một bài thơ đi. Dạ. Dạ. Nắm tay rồi. Em chưa thuộc thơ anh. Trời ơi. Xin phép cô gái mà không có thuộc thì tớ chết rồi. Mai em về, mẹ anh chạy cho em mái tóc bồng bềnh, để tình em cũng lớn mênh mông. Bố gọi tên em là rừng hoa nở, nên giờ đây em như mùa xuân. Chị dạy em quen từng trang sách vở, thở ban đầu mũi chỉ đường kim. Em sớm hiền ngoan một thời con gái, nửa mai về nhớ kể cho con. Em đến với anh thở còn tóc thả, duyên chưa tròn trong áo lụa Hà Đông. Anh mới nghiêng bút nửa chừng gian dở, cưới nhau về tay vẫn trắng không. Ta gặp nhau giữa quãng đời vất vả, mến nhau nhiều qua cuộc sống gian truân. Dẫu yêu thương phải tràn ngàn tranh đấu, mai em về cho đỏ pháo thênh thang, mai em về cho hạ trắng huy hoàng. Anh đón em cả tuổi xuân dành tặng, hỡi thời gian đến đâu là biên giới, mai em về cho gần nỗi trung chuyên. Bài thơ này thì anh cũng muốn em có một cái gì đó về bên cạnh anh và cho anh một cái cơ hội để gặp được em. Cảm ơn anh, cảm ơn bài thơ của anh. Một chút nữa nhớ gửi cho chị Lan bài thơ đó nha. Chị Lan thích bài này quá. Tôi nói về ông già ông buồn suốt đời luôn. Bài thơ ông già tặng bà già phải thuộc cho hết. Em hứa với anh Quỳnh Linh, em sẽ làm một bài thơ tương tự như vậy để tặng cho bạn gái. Nhớ làm nha. Dạ. Làm là phải thuộc nha. Rồi, hai đứa nhìn thẳng vô mắt nhau. Đó, bây giờ nói nè, không có đọc hơi nữa. Nói từ trái tim của mình, cảm xúc nắm tay em thấy sao? Hiện tại thì anh làm việc online một mình 7 năm rồi. Yeah. Thì cũng có một người nào đó cùng theo anh những thời quãng đời còn lại. Hy vọng em sẽ cùng anh đi tiếp. Dạ. Yeah. Bây giờ tất cả những gì bạn trai đã thể hiện, những lời hứa, những lời gọi là chia sẻ rất là thật lòng rồi. Quan trọng là bấm hay không là do em gái. Bạn gái hãy suy nghĩ về những cái cảm giác vừa rồi, về những cái lời nói vừa rồi, xem có phù hợp với mình hay không, có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Bây giờ chính thức hai đứa hẹn hò nhau rồi. Nắm tay đi. Bây giờ xin phép anh trai đại diện cho gia đình đó, cho tụi em quen nhau, tìm hiểu nhau. Dạ, xin phép anh trai và họ hàng. Em với bạn nữ này sẽ được phép được tìm hiểu trong thời gian tới, nếu có duyên anh em mình gặp nhau dưới Tiền Giang. Ok em. Ok. Có nói gì với mẹ của bạn trai mình không? Dạ, con cảm ơn bác. Những lời nói hồi nãy bác đã dành tặng cho con. Hôm nay con đã đồng ý để tìm hiểu với anh. Bắt đầu rung rồi đó, bắt đầu rung rồi đó. Về chỉnh màu nó sẽ nét đó nha. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép anh cho em hôn bạn gái một cái. Đẹp lắm đó, cố gắng nha. Đừng để mất Tiền Giang tôi nha. Tiền Giang tôi ngon lành lắm á. Thôi nhà trai. À, rồi ngồi lên trai. Mời nhà gái.
Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Ngọc Lan và chào bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Trần Trọng Hiến, năm nay 47 tuổi, là công nhân của bưu điện. Thấy rung quá. Rung quá. Công nhân bưu điện nào Hiến? Việt Nam Box. Là mình đang làm việc ở đâu? Làm ở Nhà Bè. Nhà Bè hả? Dạ đúng rồi. À rồi mình ở đâu? Thì ở trọ tại Nhà Bè luôn. À, trọ Nhà Bè, quê mình ở đâu Hiến? Quê thì sinh ra ở Lâm Đồng, xong rồi được mấy tháng tuổi là bà ngoại dắt vô trong Gò Vấp. Ở Gò Vấp, Sài Gòn, ở từ nhỏ đến lớn ở đó luôn. Ở đó luôn? Dạ, cho tới giờ. Bây giờ mình ở con mình thôi? Không, ở với mẹ. Với mẹ hả? Có hai mẹ con. À, có hai mẹ con thôi. Dạ. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái ơi. Rồi, mình mời nhà gái. Dạ, chào chị Hồng Lan. Chào anh Quyền Linh. Xin chào. Chào người bạn bên kia. Chào quý vị khán giả chứ em phòng. Em tên là Trần Thị Liệu, sinh năm 1977, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Em là người Khởi Mai. Hiến ở Gò Vấp, Bình Dương lên cũng gần, không xa. Dạ. Gò Vấp qua Bình Dương không xa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiến? Điểm mạnh của em là nói chung là sống hòa đồng, vui vẻ, rất là chăm chỉ công việc và nhiệt tình. Thích làm việc từ thiện. Là mình làm ở Nhà Bè xong mình về Gò Vấp phải không? Cứ dạ, sáng đi chiều về vậy đó hả? Không, có em có ở trọ, chỉ có ca làm đêm nữa, đâm ra em mướn trọ những cái. Ở trọ Nhà Bè luôn? Đúng rồi, trọ. Khi nào về nhà mới về Gò Vấp ở với mẹ. Những mẹ ngày... ở nhà con mình nên về với mẹ chứ ở trọ chi cũng đâu có xa đâu. Nhưng mà nhiều khi mình làm đêm á, đi về nó nguy hiểm. À, làm ca đêm á đúng không? Rồi. Đi về nó buồn ngủ, nó nguy hiểm. Thì điểm yếu của em là em dễ tin người và nói chung là cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát, dễ tin người. Mời nhà gái. Nghe sao thấy thương quá vậy trời. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị? Sở trường của em là sạch sẽ. Sạch sẽ hả? Dạ, sạch sẽ. Sẽ hiền. Nhìn là thấy hiền rồi. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm hả? Hay quên. Hay quên. Bên đây đơn giản nhẹ nhàng lắm. Hiền lành, sạch sẽ, hay quên. Bên đây cũng hiền lành, nhút nhát à, nhưng mà khó quên. Người ta làm bưu điện mà không quên được đâu. Cái đường tình duyên của mình nó sao Hiến? Em thì đã đổ vỡ một hôn nhân một lần. Thì có được hai con. Con được một trai và một gái. Thì đứa con gái thì nó bị bệnh, nó cũng mất luôn rồi. Trời ơi. Còn đứa con trai, thì con trai thì bây giờ là theo bên mẹ, ở với mẹ. Trai ở với mẹ? Vâng. Mình chia tay với vợ lâu chưa? Chia tay cũng 15-16 năm rồi. 15-16 năm rồi đó hả? Dạ. Mới đầu là ly thân. Ly thân cũng được 10 năm. Chia tay cũng phải cỡ 5-6 năm hôm nay. Rồi đứa con còn trai đó ở với mẹ đó. Bao lâu mình thăm con trai một lần? Thì mình cứ qua thăm thì mình cứ gọi điện rồi. Trước là hay chở đi chơi, hay chở đi chơi, đi ăn, đi uống. Thế là về sau này, từ lúc mà đứa gái mất đó là mẹ nó không có cho qua lại nữa, nó không có nghe điện thoại rồi. Không có cho qua lại, như họ cũng bán nhà đi, cũng không muốn giao tiếp với mình nữa. Nên giờ không biết là như thế nào. Rồi. Trời ơi trời, sao đoạn trường vậy trời? Đó là hoàn cảnh bên nhà trai vậy đó. Không biết nhà gái hoàn cảnh sao? Em có một mối tình. Mối tình thì kiểu như quen nhau mà không hợp nhau nên chia tay. Từ đó làm em mất lòng tin, này không có quen ai nữa. Vậy hả? Chị chia tay lâu chưa? Chia tay nay cũng 10 năm. À, vậy chị quen anh lâu không? Quen 2 năm. Quen 2 năm. Chia tay 10 năm rồi. Chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ mình hướng về tương lai đi. Chị muốn cái người đàn ông tương lai của chị có tính tình như thế nào nè? Tính tình hiền, biết lo cho gia đình, không hút thuốc. Rồi có cái gì chị không thích không? Không thích là không hút thuốc. Chị không thích không hút thuốc thôi. Với quýnh bài. Chị cao ráo hay là thấp người hay mập hay ốm gì? Cụ thể đi. Cao hơn em tí là được. Dạ. Chứ không không cần thiết là người... Nhỏ không nghe, tôi ráng qua đây tôi nghe coi. Trời ơi, tại người ta nhát quá. Nhát quá hả? Đúng rồi, người ta hiền quá mà. Đây. Chào nhà gái. Dạ, chào anh Quyền Linh. Mình muốn người gọi là cùng nắm tay đi suốt cuộc đời như thế nào? Nó lớn lên bên đây coi có giống bên đây không? Em thích người đó hiền, biết lo cho gia đình. Rồi, gì nữa?
cuộc sống ổn định, công việc ổn định. Đây là ổn rồi đó, làm bưu điện là ổn định rồi đó. Không hút thuốc. Đây chắc không hút rồi. Không đánh bài. Dễ gì đánh. Để đi qua hỏi. Em chào anh. Dạ chào chị. Trời, sao em nghe cuộc đời anh nó là đoạn trường quá, em xót xa ghê. Hồi trước thì em làm công việc là vẽ áo dài và thiết kế. Hồi xưa là làm cái nghề đó cũng được mười mấy năm á, mười bốn mười lăm năm á. Dạ, rồi sao mình chuyển ngành vậy? Thì nói chung là về sau này làm cái ngành đó mà mình không có không theo kịp dạ. Thế là thôi. Dạ. Thì giờ hai vợ chồng về nè. Giờ anh vẽ cho chị Mai. Vẽ cho chị Mai bên đây Mai rồi cùng bán cũng được đó. Đó. Có nghề vậy mà làm bưu điện thì làm chiều tối về vẽ. Bây giờ nè, anh mong muốn có cái người bạn gái như thế nào? Nói chung là cũng hiền thôi, không có cuộc sống, không có muốn sự lớn tiếng trong gia đình. À trời, chị hiền lắm, nãy chị nói còn không nói lớn tiếng nữa rồi. Nói nghe không nổi nữa rồi đó. Dạ. Ừ. Vậy thôi được rồi, không có vậy thôi hả? Dạ. Trời, sao hai anh chị này thương quá hả? Rồi em gái đi với ai? Em đi với gia đình em, với bạn thân. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào MC Ngọc Lan và dạ. Chú con chào quý vị trong khán phòng. Con là cháu của cô Hồng Liệu, con với cô cũng làm chung công việc đó là làm bên hội phụ nữ ở ấp chú. Sao không có ai làm mai của hội phụ nữ hay gì đó? Trong hội phụ nữ lấy ai đâu làm mai trời. Dạ đúng rồi, chị Ngọc Lan nói đúng. Kế bên có hội phụ nam không có hay không? Không có, không có cái hội nào như vậy cả. Hội cụ chiến binh. Hội cụ chiến binh. Thôi. Hay là chị kén quá hay sao? Dạ không phải kén mà chắc duyên nợ chưa tới á chú. Duyên chưa tới đúng không? Dạ. Bữa nay coi người dạ, này giờ đó, ngó. Được với cô không? Theo suy nghĩ của con thì con thấy là chú là cũng hiền, là phù hợp với cô. Với lại chú cũng có thiết kế áo dài thì nó cũng liên quan đến ngành mai. Thì con thấy là hai cô chú rất là hợp. Thì con thấy là ok rồi đó. Ok. Thấy hợp rồi đó. Lựa chọn là tùy ở cô. Thì con luôn ủng hộ cô và gia đình cũng luôn ủng hộ cô. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ vậy thôi, mình mở rào thôi. Cho hai người gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Hiến. Anh ơi, mình ở lại mình nhận quà anh ơi. Em có món quà để gửi anh kỷ niệm bữa nay mình gặp nhau. À, cảm ơn em. Cái này mở ra luôn được không? Dạ. Một cuốn sổ bỏ để ghi chép những cái kỷ niệm. Những cái kỷ niệm mới sau này. Dạ. Cảm ơn em. Để anh ghi chép những buổi đi chơi với em. Anh hỏi em là em thấy anh sao, có hợp nhãn với em không? Em thấy anh thì cũng chuyển trạc, nhìn thì cũng được. Nếu như mà em cho anh cơ hội để mà tới với em thì anh sẽ cố gắng làm mọi việc để cho chúng ta có thể là về với nhau. Gia đình của anh là ở đâu lần? À, anh ở Gò Vấp. Chỗ đó mở thì mai được không Hiến? Dạ được, hiện tại giờ cái mặt bằng đang cho người ta mướn. Trời ơi, vậy còn không biết về nữa, khỏi mướn mặt bằng luôn. Em làm công việc thì em rảnh vào những giờ nào? Thì công việc của em thì nó làm suốt, nhưng mà có công việc gì mình đã hỏi những ngày. Anh muốn qua chơi với em thì anh vô những ngày, qua những ngày nào thì tiện đó. À, em thì làm việc tại nhà cho nên là giờ nào đến cũng được. Bây giờ là em gái đang ở nhà với ai? Em ở có mình em. Một mình hả? Trời ơi. Nhà riêng luôn hả? Dạ, nhà của cha mẹ cho để lại. Trời, ai cũng có điều kiện hết trơn. Thôi mở hai tiệm luôn đi. Mở tiệm Bình Dương với lại tiệm ở Gò Vấp luôn. Chạy đi chạy lại. Hợp lý, hai người ở mình đi gom lại mình. Hay là hai người ở nhà. Mình gom lại một chỗ, mình cho thuê. Hai người, đúng rồi, hai người gom nhà, còn nhà cho thuê. Đúng rồi.
Được không anh? Ngon lành ha. Khoảng bao lâu tính luôn đi. Đối với mẹ thì muốn càng nhanh càng tốt. Nói chung là tháng sau gì cũng được hết trơn luôn á. Hả? Tháng sau? Được luôn. Được luôn. Không còn thời gian nữa rồi. Thời gian 76, 4 mấy không? 4 mấy rồi? 46. 46 còn đẻ được. Cái này nói thiệt nha, vì cô này là chưa có gia đình luôn. Em có muốn có em bé không ạ? Thì cái đó cũng hay với chuyện của mình, là cái đó là cái ông trời ông cho, hay cái duyên của ông trời ông cho. Mình có thì mình sẽ tốt hơn, thì không có cũng được, chứ không. Vậy là mình phải lẹ lẹ đi. Dạ. Hỏi đi, em thích trai gái luôn. Em thích con trai hay con gái? Con trai con gái cũng được anh. Chứ không cần thiết là phải là con nào cũng là con. Vậy cũng tốt. Anh cũng rất là hy vọng được gắn kết với em. Tức là muốn tháng luôn đúng không? Đúng rồi, lẹ lẹ lên, lẹ bên này, lẹ. Bên này ý kiến bên nhà gái còn sao? Em thì tìm hiểu, nếu mà tìm hiểu mà thấy hợp với nhau thì đến. Rồi, tìm hiểu được cái hội phụ nữ lo. Ha. Thật ra mình không còn thời gian ở đâu. Dạ, cái này rồi. Nói chơi mà cũng là nói thiệt luôn. Dạ. 46 rồi. Nếu được đẻ liền luôn. Kiếm đứa không? Hai chồng con đứa con nó mới hạnh phúc nha. Để đi ha, chị bận quá, thảy con qua đây em chăm cho nó thiệt. Được không? Thấy được không? Được. Rồi bây giờ nè, tiến tới luôn, tới tấp luôn, bây giờ không còn. Mình đâu còn trai tân gì nữa đâu. Trời ơi, nhưng mà cũng mấy năm rồi, người ta chưa quen ai đó. Đúng rồi, tấn công vô liền. Nè, xích hoa cho coi. Đó. Bây giờ thì anh có một ca khúc muốn gửi tặng em ha. Như khi kiếm đâu anh cô tính trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người. Sao rung quá, cầm tay rất rung, nhớ lời luôn. Bây giờ hỏi chị đi, thật ra nãy giờ nói vui vui cho anh đỡ rung á, bây giờ là chị nhìn thẳng người đàn ông này đi, chị có cảm tình gì với người đàn ông này không? Chứ ảnh là anh thích rồi đó, đúng không? Yeah. Được không? Dạ, yeah, được. Được ha. Chắc em hết. Dạ, hết. Hết. Hết là nhất. Đúng. Nãy giờ thì chúng ta có thể vui ha, có thể đùa nhau chút xíu. Nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, thật nghiêm túc với con tim của mình. Nếu đây đúng là người mình có thể cho họ cơ hội để họ tiến tới thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như mình cảm giác không đúng, không cần bấm, dành cơ hội để cho người khác. Khi mình bấm nút là mình phải có trách nhiệm với nút bấm đó, chứ không phải bấm vì một ai đó nha. Chuẩn bị. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng anh chị. Chính thức ta hẹn hò với nhau rồi. Giờ sao anh? Bây giờ cảm giác anh sao? Thì rung. Vẫn còn rung hả? Bấm nút rồi mà rung cái gì nữa? Không, cái đầu không đầu tiên là chưa không ai. Không biết coi. Vô. Được không? Được, vô. Dạ, nhào vô làm đại, làm lia lịa. Anh khỏi xin. Mình phải mạnh mẽ lên nữa nha. Giờ được hay không là cho anh đó nha, anh Hiến. Dạ, cảm ơn anh. Nha. Rồi, mọi thứ là tôi lo xong hết rồi đó.